Vợ chồng tôi vui vẻ hơn 20 năm rồi. Bây giờ trời biểu chịu buồn rầu thì phải chịu, chứ chạy đâu cho khỏi. Mình tính giấu nhẹm việc xưa, bây giờ trời biểu đem ra thì phải dưng. Chứ cãi làm sao cho được. Có chuyện gì mà chú nhắn vợ chồng tôi qua gấp vậy? Tôi mới vừa nhận được thơ thằng Hai gửi về. Việc nhà tôi rối lắm anh Hai chị Hai ơi. Cháu làm ơn đọc lại lá thơ lần nữa. Hôm nay con viết thư này gửi cho cha với má là vì con có một việc riêng cần phải tỏ cho cha má hay. Số là từ ngày con lên ở tại làng Vĩnh Lợi, con có quen với vợ chồng Hương Chủ Khanh. Bà Chủ Khanh là con của ông Cai Tổng Hiếu, bà còn người con cả là ông Hội Đồng Nghĩa. Có hai người con gái, người lớn đã có chồng rồi, còn người nhỏ mới 17 tuổi chưa chồng. Bà Chủ Khanh thấy con chưa vợ nên bà muốn làm mai cháu của bà là con 17 tuổi đó cho con. Con thưa thiệt với cha má, con đã ngó thấy cô nọ rồi, còn vợ chồng thầy Hội Đồng Nghĩa muốn gả con. Để con cưới vợ rồi thì mua xe hơi cho con, và ngày sau sẽ để sự nghiệp lại cho con. Không phải con nghe nói mua xe hơi hay là gia tài đó mà ham, nhưng mà con nghĩ vợ chồng thầy Hội Đồng Nghĩa là người giàu có tử tế, còn người con gái ấy con coi cũng xứng với con. Bởi vậy con nghĩ nếu cưới vợ chỗ này thì không lẽ con đến nỗi vô phước. Tuy vậy mà áo mặc sao qua khỏi đầu, bề nào con cũng chờ lệnh cha với má. Con xin cha má nghỉ coi như được, thì con mời cha má lên trên này ở chơi ít bữa, đặng định cuộc tóc tơ cho con. Còn như cha má không bằng lòng thì cũng xin trả lời cho con biết, sao chót con kính dâng cha má bốn chữ Khương Ninh Phước Thọ, kính thơ con Võ Văn Hai. Cảm ơn cháu. Dạ thưa bà, con về. Thưa ông, con về. Vợ chồng tôi vui vẻ hơn 20 năm rồi. Bây giờ trời biểu chịu buồn rầu thì phải chịu, chứ chạy đâu cho khỏi. Mình tính giấu nhẹm việc xưa, bây giờ trời biểu đem ra thì phải dưng. Chứ cãi làm sao cho được. Ủa, nếu vậy thì ngộ lắm chứ. Có gì đâu mà rối. Hồi nào họ quỷ bạc nó, bây giờ mình cho nó lộn vào nhà họ chơi.